Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Hello, xin chào anh em và anh em thấy đấy, khiếp 41 và một AFK như thế này thì mình là tập các bạn sống như thế nào. Và dạo gần đây thì mình nhận rất nhiều ý kiến của anh em rằng anh ơi, con quy lé nó không còn chơi trong ranh được nữa. Anh ơi, con quy lé nó rất yếu. Và A, B, C, D, anh ơi, con quy lé. Thì mình cũng không biết ở trong cái thời đại những cái vị tướng được mạnh, được búp sức mạnh và khi đó quy lé nó không được đồng chạm gì. Và thậm chí quy lé nó rất khó chơi ở trong những cái ranh cao thủ hoặc là thách đấu. Và đây, mình xin giới thiệu tất cả bạn, đây là một nhân chứng sống. Một clip nhân chứng sống và kể làm câu chuyện anh Quy Lén ở rank cao thủ này. Khi đồng đội của anh ta có một vị tướng hai chữ T là một vị tướng xạ thủ chủ lực của team AFK. Thì liệu trận đấu này Quy Lén có đóng được vai trò sát thủ và xạ thủ chủ lực của team hay không? Thì mời các bạn hãy cùng mình đến với cái trận đấu này. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi chuyên sâu Quy Lén, chỉ cần hai yếu tố quan trọng nhất của một vị tướng thì các bạn sẽ chơi cực kỳ tốt Quy Lén. Mình không cần biết các bạn chơi như nào, không cần biết thế trận là sao và không. Đây là một cái pha thực sự là các bạn phải hiểu là nói chung là đôi lúc là chúng ta phải hiểu là một cái gì đấy gọi là bệnh nghề nghiệp anh em ạ. Khiếp, không thể tin được. Ôi, cái team của nó thế này thì lật kiểu thôi các bạn nào vào đánh hồ mình để cho mình cái trận đấu này thì thôi chào anh em ạ. Có còn ai không? Triệu Vấn này, Cá Lý này. Ôi, chán thật, cái cảm giác không có xạ thủ chủ lực. Thật ra các bạn, để giải đáp những cái trận đấu này, và các bạn đã biết ở phút thứ 8 rồi, chắc chắn là đấu này sẽ late game. Một trận đấu late game mà team mình không có xạ thủ thì làm thế nào để chiến thắng được? Thì mình sẽ đi vào trọng tâm của một trận đấu, đó chính là hai cách quan trọng nhất của Quy Lén. Cách thứ nhất các bạn phải nắm, đó là làm thế nào để Quy Lén chết. Đấy, nó rất khác biệt với các clip khác. Đấy, khi Quy Lén chết, khi các bạn chưa ba vào, không giết được một cái thằng nào ở trong team của nó thì đừng đừng những cái việc Quy Lén sẽ nằm xuống. Bởi vì cái tính chất Quy Lén nó máu dày như một cái thằng xạ thủ, cho nên việc các bạn bay vào giao tránh, các bạn phải cân nhắc trước làm thế nào để Quy Lén chết. Đấy, các bạn phải biết Quy Lén chết là khi nào? Khi nó bay vào không giết được một ai cả. Thì cách thứ hai quan trọng bậc nhất, khi Quy Lén vào có mắt giao tranh, bắt buộc các bạn phải giết thằng máu dày nhất chứ không giết thằng xạ thủ nhá. Đây, mình tía thằng một thằng ở đây thấp máu đấy rồi, rú cá. À đây, thằng rát đấy rồi, ngon quá một em. Tiếp từ bình tĩnh. Thằng ba đung thì mình sẽ lao vào rồi, lùi ra một chút rồi, hay quá, ba đung mình thủ bắn, giết ba đung luôn. Xong tiếp theo thằng theo anát này, từ bình tĩnh mình. Ôi rú cá kìa, chưa ba luôn. Từ theo anát, theo anát rồi, bình tĩnh. Còn thằng rú kê, từ thằng rú cá này, rú cá một đánh, hãy có giết rú cá này, ngon quá anh em ơi. Lật kèo rồi, lao lên. Anh em thấy gì chưa? Chỉ có hai cách chơi Quy Lén thôi. Ở phiên bản mua này, mình không cần các bạn chơi nhiều, chỉ hai cách, đó là làm thế nào Quy Lén chết và làm thế nào để chúng ta có thể đánh được trong combat. Thì khi Quy Lén chết là khi từ đấy rồi, mega kill 1-1 ạ. Hãy quá anh em ơi, mega kill. Đấy, anh em thấy chưa? Đấy, khi Quy Lén nhá, các bạn chơi Quy Lén ngày xưa ấy, thì các bạn có thể là trong combat tổng, các bạn có thể bay vào thằng xạ thủ, có thể giết một con bó đấy, chẳng hạn cái pha này không. Bây giờ Quy Lén nó hầu như rất là khó để có thể giết được một thằng xạ thủ trong 5 thằng. Bay vào 5 thằng mà giết được một thằng nó rất là khó. Cho nên cái việc mà Quy Lén các bạn bị mắc cái lỗi là các bạn sẽ lao vào giết thằng xạ thủ nó trước, hoặc thằng rát, hoặc cái thằng màu giấy nó trước. Nhưng các bạn sai rồi, các bạn lao vào như vậy các bạn sẽ chết rất nhanh. Đấy, cho nên cái việc các bạn chơi Quy Lén phiên bản mua này, các bạn sẽ không được vào cái thằng máu phun nhiều máu nữa. Các bạn hiểu không ạ? Các bạn chỉ vào combat khi team địch nó chỉ còn dưới 50% máu các bạn nhé. Các bạn phải nhớ cho mình cái điều này này. Các bạn chỉ vào thằng xạ thủ hoặc pháp sư hoặc thằng nào đi chăng nữa chỉ còn dưới 50% máu thì các bạn mới được vào combat. Các bạn nhớ chưa? Cái tiếp theo này, khi combat tổng thì Quy Lén luôn luôn là một vị tướng vào sau, hoặc nó sẽ đầm vào vai trò là cầu rìa một nửa máu của nó sắm chảy. Đấy, thường khi các bạn tăng hình nhá, các bạn sẽ vào chẳng hạn cầu theo nát, các bạn sẽ vào một combo sắm chảy luôn, không đánh. Đấy, các bạn sẽ cầu rìa một nửa máu sắm chờ chưa ba hồi tiếp, các bạn sẽ quay lại giết nó và sẽ hồi chưa ba. Đấy, các bạn chỉ cần nắm cho mình hai cách. Chẳng hạn cái pha này mình không thể nào giết ở thằng theo nát khi 100% máu.
trừ khi nó đi một mình á, trừ khi nó đi một mình, những khi có mắt tổng như nào ạ. Đây thằng Zuka, mình tiếng thằng Zuka thấp máu, thằng rú ké để nhà. Ôi quần ấy phải về thủ phát anh em ạ, phải ta phải về thủ phát. Đấy, đánh thôi, chiếu bá chạy thôi. Đấy, cái phá này mình đỉnh có bát, nhưng không, thằng Duque sẽ đẩy nhà mình. Hiện tại khi vào cái thế trận late game ấy, thì cái quan trọng nhất mình là nói các bạn là đó cái đường lính. Các bạn không được để cho team địch đẩy đường lính, thì khi chúng ta combat chúng ta sẽ bị đẩy nha lẹ. Chúng ta sẽ bị đẩy nha. Và hiện tại thì team mình đã bị mất hai đường siêu cấp rồi. Còn một đường siêu cấp là thì một cái thế trận rất khó. Làm thế nào để giữ được cái đường siêu cấp ở trên kia? Thì đó chỉ có cách duy nhất là chúng ta sẽ phải cố gắng. Từ từ, phát này cắn kinh công không? Đấy là kinh công rồi. Zuka này, một phát từ từ tăng hình rồi, bình tĩnh. Khi nào thằng rú ké thấp máu được vào này, từ này rú ké thấp máu này, trước vào từ từ, rồi ok, phát này vào được rồi, hay quá. Rồi thằng này giết luôn. Đấy, các bạn thấy chưa? Nếu gặp vào cái phát này các bạn sẽ bay vào rú ké, các bạn sẽ bị bắn chết luôn. Đấy, cho nên clip này những cái phát đấy, cái quá đã cứu, một rồi chết rồi. Các bạn có thể thấy được rằng là mình lao vào rất là cẩn thận. Đấy, nhiều bạn nhá, nhiều bạn khi giết được một người rồi, các bạn sẽ bị mắc cái tâm lý này. Khi các bạn giết được một người rồi, các bạn sướng ấy, các bạn kiểu cảm giác thăng hoa, các bạn sẽ bấu vào thằng thứ hai, các bạn sẽ chết phéo và trận đấu các bạn mất. Đấy, cho nên cái việc các bạn cân nhắc trước, phải luôn luôn nhớ cho mình quý lén phiên bản bu này, chỉ lao vào khi thằng ấy còn dưới 50% máu. Khi tím nó chỉ có 2 đến 3 thằng trở lên. Nhưng nếu mà còn một binh ấy thì thằng khéo nát, ví dụ thằng một binh thì có thể là các bạn bay vào được. Trừ khi các bạn bắt lẻ nhá. Như thằng rát thằng khéo nát, nếu nó đứng một binh thì các bạn sẽ bay vào, không ngần ngại. Nhưng nó có một vị tướng thứ 2 trở lên ở đấy thì cái việc các bạn bay vào rất là phèo. Các bạn sẽ bị chết rất nhiều vào những cái tình huống đấy, cho nên các bạn phải cân nhắc. Các bạn phải suy nghĩ là các bạn phải nhìn nhận là một vị tướng quy lên ở phiên bản mua này không bao giờ chơi được như các mô trước nữa. Cho nên đó là cái lý do vì sao các bạn lại nói ra anh Cương Lao ơi, quy lên phiên bản này là rất khó chơi. Đấy, từ từ bay vào đấy. Ôi hay, máy qua nhé mà, máy mà chập ở đứng 6 rồi đấy, chứ không nó toáng luôn đấy. Đấy, cho nên là đơn giản như vậy thôi. Tiền tài bây giờ mình quá sánh đâu, cho nên làm cái việc đấy cho nó easy. Nhưng mình không cổ vũ và không kiểu cảm giác như là mình không khuyến khích các bạn làm những cái phá vừa rồi nhé. Bởi vì do mình quá sánh đâu, ăn mega cứu, quá ra cứu, cái lượng vang của mình bị áo đâu. Cho nên cái việc chúng ta sẽ bay vào hai thằng theo Anat và thằng CP như vậy điều rất đơn giản, nhưng mình không khuyến khích. Bởi vì là các bạn ấy, các bạn sẽ ngang đô nó, thế bạn bay vào cái bài để phé. Đấy, đấy là những cái điều quan trọng nhất mà mình muốn truyền đạt được các bạn một vị tướng Quillen. Đó chính là làm thế nào Quillen bị chết. Đấy, các bạn phải biết là biết cắn sát thương đấy. Đấy, các bạn phải biết rằng mình bay vào như nào thì mình sẽ chết. Thì để mình né, mình biết như vậy để mình né các bạn nhé. Chứ không phải là ấy đâu. Đấy, mình sẽ đặt ra những cái tình huống là mình chơi Quillen bay như nào, vào như nào, hoặc là như nào thì mình sẽ bị chết. Mà khi mình chết thì sẽ thua. Đấy, thì mình sẽ biết được những cái phá đấy để mình né và không làm những điều đấy. Và cái tiếp theo là khi có mắt tổng thì chúng ta nên làm như thế nào ạ? Thường ngày xưa ấy, thì mình có hướng dẫn các bạn quy lén ấy, có mắt tổng các bạn sẽ bay vào thằng xạ thủ hoặc thằng pháp sư chủ lực của nó. Nhưng bây giờ không, quy lén không còn như trước nữa, mà quy lén chỉ bay vào khi có một người thấp dưới 50% máu, mà tốt hơn là 70% máu đi. 70% máu là do là bản thân mình chơi thì mình sẽ cắn 70% máu, nhưng để chắc chắn thì mình sẽ khuyến các bạn ăn 50% máu, phải chắc chắn các bạn nhé. Đấy, khi các bạn giết được một thằng ấy thì các bạn đừng có lao luôn thằng thứ hai, mà các bạn phải tăng hình chạy đi một chút. Các bạn sẽ quay quần ở đấy, khi nào thằng thứ hai thứ ba nó còn một chút máu nữa thì chúng ta sẽ lao vào. Đấy, đây Zuka này, một phát hay quá. Đấy, những cái phá này bây giờ các bạn phải hiểu, một con bó chết rồi thì mình sẽ không ngần ngại nữa, nhưng mình sẽ hướng dẫn chúng các bạn là nói chung những cái phá này ấy là những cái phá gọi là các bạn hiểu không. Rồi, và cảm ơn các bạn rất nhiều, và clip đến đây đã kết thúc rồi. Và xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều, và chúc các bạn leo đánh thật tốt nhé. Và tất cả các bạn ơi, mãi yêu, bye bye. Every time you two are getting rough, my mind just sounds like trying to love. If it says no, 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 no. Just no, 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 no. Every time I see him with you, my heart sounds like Shia LaBeouf too. No, 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 no.